Stellar chính thức bị dời sang năm 2024 sau nhiều lần im lặng. Dù cho cách đây khoảng một tuần, thì tựa game độc quyền của PS5 là Stellar Blade vẫn được liệt kê vào danh sách những game sẽ ra mắt vào năm 2023. Thế nhưng mới đây, thì Sony và Pháp đã chính thức xác nhận rằng tựa game đã bị dời lịch phát hành sang năm 2024. Stella Blade có thể là tựa game con sâu đầu tiên của Studio Ship và ấp thế nhưng game đã khiến rất nhiều game thủ trên thế giới phải trông ngóng vì tạo hình nhân vật nữ chính quá đẹp. Có thể nói ngay từ những hình ảnh ban đầu lẫn đến khi cốt truyện game được hé lộ thì Game dám chắc có tới hơn 90% game thủ sẽ chẳng nhớ gì ngoài những hình ảnh về nữ anh hùng ít vật cả. Nhân vật này được dựng theo đúng phong cách model thường thấy của các hãng game hàng với đôi chân dài thon ngọn cùng bộ đồ bó sát quyến rũ thế nên nhiều người đã cho rằng nếu được làm tốt game có thể trở thành trở thành bay dâu neta của PS5 và dành ra cả năm nay để mong tới ngày game ra mắt. Thế nhưng khi ngày cuối năm ngày một gần thì tung tích của Ip cùng tựa game Stellar Blade vẫn chẳng thấy đâu cả. Tuy nhiên nhiều game thủ vẫn lạc quan vì khi truy cập vào các trang thông tin của game ngày ra mắt vẫn nằm trong năm 2023. Thậm chí nhiều game thủ còn cho rằng tựa game này sẽ được Sony ngầm phát hành rồi cho bùng nổ một quả rất lớn cho các game thủ vào dịp cuối năm để rồi cuối cùng đời thì hiếm khi nào như mơ khi mà cách đây khoảng một ngày thì trên các trang thông tin của tựa game này đều đã được cập nhật lại thông tin để rồi khung thời gian phát hành của game bị dời sang tới năm 2024 chứ không còn ở năm nay nữa. Phải nói dù cho việc này đã được dự báo từ trước nhưng nhiều game thủ vẫn không khỏi thất vọng. Nhưng dù sao đi nữa thì Game vẫn hy vọng rằng game sẽ có chất lượng tốt khi đến tay người dùng vì bản thân tôi cũng muốn tìm một game nào đó tương tương tự Bayonetta trên máy DS5 để có những trải nghiệm mới mẻ.